giờ thì cũng là 5 giờ mấy, 6 giờ. Tụi em về tối, tụi em cũng đã có mặt ở dưới Sa Đéc rồi. Đây là công ty Hyundai Đồng Tháp. Rồi vừa chơi vô là vô tới nhà của khách hàng luôn. Rồi giá kèm cho anh đón đón đây. Trái phải đâu. Chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Nhưng ngày hôm nay em rất là vui. Và ngày hôm nay em bàn giao một chiếc xe về dưới Sa Đéc Đồng Tháp. Hiện tại bây giờ tụi em đang có mặt tại bến xe của Phương Trang. Và lịch trình của em sẽ quay lại là Đà Nẵng và Nha Trang. Nhưng gặp một những anh chị rất là vui. Những khách hàng thì em giống nha. Đây mời anh chị cùng tham quan cùng em. Và em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất cho tất cả các chú và anh chị trong buổi tối ngày hôm nay nha. Bến xe Đồng Tháp nha. Cuộc sống rất là yên ổn. Đó vậy đó. Những người rất là vui. Hiện tại bây giờ anh em tụi em bàn giao con xe này sao? Đó, thấy anh em không? Khổ không? À, con xe này thì em muốn bàn giao về lại dưới Đồng Tháp. Mà nhưng khách hàng của em quá nhiệt tình. Kêu tụi em ở lại chơi đi rồi ăn uống, ăn nhậu. Khách sạn anh chị lo hết. Mà nhưng công việc em rất là bận, em không thể ở được. Và hiện tại bây giờ em đang có mặt tại bến xe Phương Trang. Anh chị chở em ra và tụi em sẽ đón xe về lại thành phố Lâm Đồng. Một cái khung cảnh này nó cũng bến xe mà anh chị cũng rất là buồn ha. Nó không có sầm út như trong Sài Gòn. Hiện tại bây giờ tụi em rất là khổ nha. Em đón xe đi 2 chặng, em về bến xe miền Tây. Và sáng ngày mai em sẽ mặt tại Bầu Bàng. Và em trai của em sẽ có mặt tại Nha Trang. Và ngày thứ 5 là em có mặt tại Quảng Nam Đà Nẵng. Cũng cảm ơn tất cả các anh chị và cô chú đã tin tưởng và đồng hành em trong suốt thời gian qua. Và tin tưởng và ngày hôm nay là em có mặt tại Sa Đéc Đồng Tháp. Đó, nghe không? Dạ ok anh, không sao. Nhưng em thì em kỳ, em quay, em không thích quay khách hàng của em. Giờ em cấm cái camera xuống. Nhờ em quay cái này thôi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều thì cũng đã tin tưởng và ủng hộ bên kênh của tụi em. Tuy rằng anh em mình không có quen biết nhau, nhưng cái đó là một cái sự tin tưởng và đồng hành. Nhưng anh chị rất là tốt và đưa tụi em ra tới ngoài bến xe. Rồi chúc anh chị sức khỏe thôi, anh chị sức khỏe chứ. Rồi ok anh chị. Em lên xem ngủ nha. Rồi cảm ơn chị nha. Em lên xe ngủ. Dạ. Dạ thế đó, nhưng em kỳ, em quay khách hàng em lên trên kênh em lắm. Tối thui lắm anh chị. Thôi xin chào, hẹn gặp lại nha. Dạ dạ dạ. Nhưng hiện tại thì bây giờ cuộc hành trình của em đang có mặt tại Tiền Giang, thì cũng là một cái trạm dừng chân ở chỗ Tiền Giang. Thực sự bây giờ cũng rất là khuya rồi quý anh chị. Thì những cung đường tụi em trên cung đường tụi em đi mua từng chiếc xe và bàn giao về cho khách hàng. Quý anh chị thấy đấy, cũng rất là cực khổ nha, chứ không phải sung sướng gì đâu. Nhiều lúc quý anh chị hỏi chứ tại sao những cái xe mà tụi em mua nó rẻ và em chạy vài trăm cây số em bàn giao cho khách hàng và em mua và em bán cho quý anh chị. Quý anh chị cứ kêu ở xa. Thật sự anh chị học tụi em cũng rất là cực khổ. Thay vì những cái giờ này là đang ngủ yên tại nhà với vợ với con, còn anh em tụi em thì hiện tại bây giờ vẫn đang có mặt trên cung đường. Rất là khổ chị ạ. Nhưng cũng vì chén cơm manh áo để tụi em kiếm đồng tiền. Nhưng đồng tiền tụi em kiếm là đồng tiền chân chính, không ăn chợ, không ăn cắp của ai hết. Đã bây giờ em đang có mặt tại một cái trạm dừng chân ở Tiền Giang. Và
cũng đã bàn giao xong xe cho khách hàng. Và bây giờ tụi em tiến hành cuộc hành trình của em. Vâng, và đây là chiếc Mitsubishi Yuli 47A2861. Thì em cũng đã bàn giao về lại Mercedes cho một anh trai đã lên tưởng và ủng hộ bên kênh của em. Và đúng ngày đúng hẹn thì tụi em cũng đã tiến hành bàn giao về tận nhà cho khách hàng. Thì với một chiếc xe thì em bào mấy trăm cây số xuống và cũng đã đến tay khách hàng tiêu dùng. Hello, 550. Dạ, đây là thành phố Sa Đéc nha quý anh chị. Phòng đôi, nó là đường đêm. Sáu giờ ông đưa xe là nó vô tính. Đó, ông chủ nãy giờ ông không cho em về luôn nè. Anh chị thấy không? Em không quay, em hứa em quay giọng nói thôi, không quay mặt. Tại vì khách hàng bên em rất là tôn trọng khách hàng của em. Nó là 5 số hả em? Dạ đúng rồi anh trai, nó 5 số. Anh nhớ đổ xăng nha. Chiều em đổ luôn mà. Chiều xăng đâu xuống rồi. Em chiều em đổ có 400 ngàn xăng, em chạy từ trên Lâm Đồng em chạy xuống á. Đổ trong kia đổ xăng nó chạy qua. Đúng rồi. Mình mua cả tí xíu. Nhưng mà gần gần thôi anh ơi. Chưa 10 giờ 15 chở em về bỏ tôi chạy là được. Dạ anh em 10 giờ rưỡi rồi. 11 giờ 15 chị. 11 giờ 15. Trước 10 giờ kém 15. Ngồi được kém 15. Thì bấy giờ mà giờ đi. 22 giờ. Vô hát đố người bài về. Sắc. Nhà nếu ai thích hát thì vậy còn nếu. Không mà xe chạy hai giờ được không anh? Nhẹ không? Bộ lăng nhẹ không? Đi xe tải cái gì đâu. Nhẹ xe tải nhiều. Nhẹ xe tải nhiều. Không mà xuống gặp anh chị vui quá. Quá mới 1 giờ chắc là. Em thì khách hàng em á tiếp ăn uống rồi em không nói chứ mấy anh chị vua em ngồi em nán lắm á. Anh em tụi em nán lại á. Chứ bây giờ em giao lại em về luôn rồi đó. Mà gặp anh chị nhiệt tình quá em cũng ráng lại, em không có làm buồn anh chị. Xuống ngoài chị. Em xuống ngoài chị. Ta đen em xuống ngoài. Nhớ khoảng mới nhớ khoảng tháng chứ em xuống đây mà. Chứ đường này em bán con la nốt em về đây mà. Cái xe nào cũng ghé rồi. Không ơi, là bị cái khách sạn ngủ bắt 500 mấy, 500 rưỡi. Tại đó bác sĩ chở đi. Mà gặp mình đi tầm 200 mấy 300 cũng ra. Chào, đổi rồi. Đâu nãy giờ anh đâu có uống rượu đâu chị, anh chạy chạy được. Vâng. Rồi thì bây giờ anh em tụi em cũng đã có mặt tại cầu Mỹ Thuật, đó một cây cầu ở trước mặt. Mời tất cả các cô chú và anh chị cùng ngắm cảnh với em một chút xíu nha. Cầu Mỹ Thuật. Cầu này xưa mới xây lên có tiếng không? Ở trên kia rất là cao anh chị. Không biết cao bao nhiêu mà nhưng là nhìn ở ngoài mắt thường thì rất là cao. Xung quanh đây là chỗ từ từ thì tốc độ có bắn là tụi em cũng cách mười mấy cây số nữa thôi là tụi em sẽ về Sa Đéc để em gieo chiếc xe này. Quá đẹp, cát bự bự không. Nghe nói miền Tây xa lắm mà đi hoài mới về mà Cần Thơ. Thank you.
trái thì mình đi về hướng Vĩnh Long, Cần Thơ. Và bây giờ tụi em giao xe về bên Sadec cho khách hàng. Chưa vô tới trung tâm đâu anh chị, thật mình đang nằm ngoài.